của mình nha. Hôm nay tiếp tục quay xà lan qua cái đoạn cua gắt này cho mọi người cùng xem nha. Có một chiếc xà lan đang xuống các bạn, xuống nước xuôi nha. Trên kia thì có một anh ghe. Anh ghe anh đang dừng lại để mà anh né nha. Chiếc xà lan đá các bạn. Xuống nước sôi thì phải nạp như thế này các bạn ơi, lái nó bê ghê lắm nha. Đang lấy một phía bên kia để anh ghe anh lên nha các bạn. Lúc này thì nước nó đổ khá là mạnh nha. Bây giờ anh ghe anh có thể là đi lên rồi nha các bạn. Trên có một chiếc ghe xuống nữa nè. Anh kia anh chưa dám lên nữa. Tiếp tục là xuất hiện chỉ sáo nữa nha các bạn. Không biết là dẫn chiếc nào lên đây. Chỉ sáo dẫn xà lan xuống các bạn. Chạy trước như thế này để mà quan sát nha. Không biết là chỉ sáo dẫn bữa nay dẫn chiếc xà lan bự nào nữa. Đang đậu bên kia rồi. Con ghe này. Hai ba chiếc luôn. Xuống nước sùi cái chớ nó cũng nhanh lắm nha các bạn. Tiếp theo nha các bạn, ở từ xa thì mình đã thấy một chiếc xà lan đang lên nha. Do là mình quay vào lúc sáng sớm đó các bạn, cho nên là hình ảnh nó không được sáng cho mấy, mọi người xem thông cảm nha. Lúc này thì cũng đâu đó khoảng 6 giờ các bạn, 6 giờ ngoài nha. Thường thì mình sẽ đi theo con nước các bạn, cho nên là vô giờ nào thì mình quay giờ đó, không có canh thời gian mà nắng đẹp được các bạn ơi. Bây giờ anh xà lan đang lên nè. Bên này có chiếc vỏ nè. Rồi ôi, anh ra khói phía sau rồi. Đây là vỏ lãi nha các bạn. Rồi ôi, anh xà lan lên khói luôn kìa. Nạp dữ vậy. Quá trời, chiếc vỏ trước nó cũng chạy dữ lắm rồi. Bên hông ra thêm chiếc vỏ lãi nữa kìa. Ồ, tốc độ luôn đây các bạn. Quá dữ rồi, anh vô lại máy xe này. Đây chị Sáu đang chạy lên trên. Dẫn xà lan lên. Theo mình nghĩ là sẽ dẫn chiếc xà lan bự này các bạn. Đang lên nha. Mặc dù là có người dẫn đường trước nhưng mà vẫn phải có một người ra phía trước để mà quan sát tiếp hình tài công nha. Giờ anh đang từ từ lên đi các bạn. Chị Sáu thì chỉ chạy lên trên kia, chỉ tiếp tục quan sát rồi. Nếu mà có xà lan đi xuống, nếu mà qua được thì chị sẽ cho qua, còn qua không được thì sẽ một trong hai chiếc phải dừng lại để mà nhường nha các bạn. Hai người luôn. Bằng cái mái nhà bên kia luôn kìa. Đang lên nha. Bây giờ anh xà lan anh sẽ nạp ga đi qua nha các bạn.
Đây thì hai bên nhà thì nhà dân rất là đông, cho nên là xà lan qua đây rất là cảnh giác nha. Chiếc xà lan này khá là đẹp nha các bạn, còn rất là mới luôn. Quá phơi. Như anh này chạy là nước ở trong nó rút ra luôn nè. Đang đi nước ngược nha. Tiếp theo các bạn ơi, đang qua nha. Anh đang bớt ra, hình như là phía trước có chiếc đò đang qua sông á. Chẳng là đi nước ngược nha các bạn. Đang bớt ra nè. Trên kia có chiếc xà lan khẩm đang xuống nè. Bởi vì anh xuống đây cái anh nhường các bạn. Quá. Wow. Chiếc xà lan khẩm đang xuống các bạn ơi. Bây giờ anh này sẽ ép vô trong để mà nhường anh xà lan kia xuống nha. Đây, bây giờ anh này anh đang từ từ ép sát vô phía bên trong. Cảm giác mà khi mà qua đây mà gặp xà lan giao nhau thì nói chung là cũng khá là căng thẳng các bạn. Phải từ từ rồi mình quan sát rồi mình mới lên nha các bạn. Như anh xà lan này thì bây giờ anh đang giữ yên một chỗ để mà đợi anh kia anh xuống nha. Anh kia thì anh đang xuống nước xuôi. Xui nha. Giờ đang canh đi xuống là anh này dưới này thì đậu luôn rồi. Ở dưới kia còn chiếc đang lên nữa kìa. Xà lan kia thì anh đang nhích nhích cái mũi ra từ từ cái gì nè, đang sửa cái mũi ra ngoài để mà lên nha. Bây giờ anh sẽ lên nha các bạn. Chung là qua đây khi mà thấy nhau là một trong hai chiếc là phải né rồi các bạn, phải nhường rồi đó các bạn. Nếu mà hai chiếc đi luôn thì khó mà né ở trong cái đoạn cua gắt này nha. Đèn bóp kèn.
lên các bạn, mới né xong chiếc xà lan cẩm ở phía sau nha. Bây giờ qua đây thì phải bóp càng rồi xong rồi ôm cái cua thật là gắt nha các bạn. Tiếp theo các bạn ơi, chiếc xà lan này đang lên đây các bạn, giờ sẽ ôm cua gắt nha. Giờ là mình quay sáng sớm các bạn cho nên là nó hơi tối tối nha, lúc sáng lúc tối nè, nắng bây giờ cũng nhẹ nhẹ hơn lúc nãy xíu rồi. Mình cũng chừng giật tỉnh là chạy sóng dữ lắm nha. Rồi quá phê, cái này cũng vừa vừa ngon gọn nha các bạn. Đó, tăng tốc luôn, qua nhanh cái đoạn này luôn, quá đã. Xuống rồi anh tăng tốc qua rồi các bạn, cái xà lan thẳm nè.